vực tỉnh hôm nay 15 tháng 3 năm 2024 tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ít mây, nắng mạnh vào trưa chiều, về đêm tiết trời mát mẻ không mưa. Nhiệt độ tăng cao kết hợp cùng độ ẩm trong không khí giảm thấp là nguy cơ dẫn đến hỏa hoạn và cháy rừng. Do đó, người dân, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cần phải cẩn trọng, nêu cao ý thức phòng ngừa và có biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp trước nắng nóng. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay 15 tháng 3 như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, gió đông cấp 2 cấp 3, độ ẩm 69 đến 74%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu ngày nắng, mức nhiệt từ 32 đến 34 độ, gió đông cấp 2 cấp 3, độ ẩm 71 đến 76%. Huyện Côn Đảo ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió đông đến đông nam cấp 3, độ ẩm 77 đến 82%. Hải Phòng, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió theo hướng đông bắc đông nam cấp 4 cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 15 tháng 3 năm 2024, mực nước cao nhất 358 cm vào lúc 16 giờ 45 phút và mức thấp nhất 84 cm lúc 23 giờ 45 phút.